Theo thông tin mới nhất từ giới chức Ukraine cho biết, Nga đã bắt đầu cuộc tấn công tổng lực từ mặt trận Lugansk ở miền Đông, dù không đạt được nhiều bước tiến. Ông Chekhi Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự Lugansk ở miền Đông Ukraine, nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình mới đây rằng, chúng tôi có thể kết luận rằng một sự leo thang nhất định đã bắt đầu. Chúng ta có thể nói, trên thực tế đây là một phần của cuộc tấn công tổng lực mà Nga đã lên kế hoạch. Ông cho biết, Lực lượng Nga đang tiến về hướng Tây từ khu vực thành phố Kremina do Nga kiểm soát ở đông bắc Ukraine. Ông Haida nhấn mạnh, căng thẳng đang leo thang tối đa và số vụ pháo kích tăng lên rõ rệt. Quan chức Lugansk cho hay, chúng tôi thấy các nhóm binh sĩ Nga tìm cách chọc thùng phòng thủ của Ukraine, đôi khi với sự hỗ trợ của các xe bọc thép hạng nặng như xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, các vụ pháo kích xảy ra liên miên. Vài tháng trở lại đây, phía Ukraine đã tìm cách cắt đứt một tuyến đường quan trọng giữa Kremina và Svatove Ông Haydai tuyên bố, ở đó binh sĩ của chúng ta liên tục đẩy lùi một số lượng lớn những cuộc tấn công của đối phương. Họ không đạt được nhiều bước tiến, cũng không có đột phá. Tình hình rất khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Svatove và Kremina cách thành phố Lugansk, thủ phủ vùng Lugansk khoảng 60 km về phía tây bắc. Nga đã kiểm soát hai thành phố này không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đầu năm ngoái. Cùng ngày, ông Shekhi Lysak, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Donetsk cho biết Nga đang tăng cường những cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu ở cả miền Đông và miền Nam Ukraine. Theo số nguồn tin, khoảng 30-40 máy bay không người lái Shahed được cho là đã xuất kích từ thành phố Mariupol do Nga kiểm soát và bay vào tối mùng 9 tháng 2 và bay về phía Donbass miền Đông Ukraine, nơi người dân địa phương nghe thấy nhiều tiếng nổ dối lên giới chức Ukraine và phương Tây từ nhiều tuần qua đã đồn đoán về khả năng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới quy mô lớn trước thời điểm 24 tháng 2, đánh dấu tròn một năm mở chiến dịch quân sự. Mục tiêu chính của Nga được cho là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Tháng 10 năm ngoái, Nga tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk, sau những cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Song đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn những vùng này. Nguồn tin chính phủ Ukraine đánh giá, kịch bản tấn công mới của Nga có thể là tập kích tên lửa vào các thành phố lớn của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, cô lập miền Đông bằng cách đánh bom các cây cầu, tiến công theo một vòng cung từ phía Bắc và phía Nam. Mặc dù vậy, giờ phân tích quân sự hoài nghi việc Nga có đủ các đơn vị bộ binh để tiến công nhanh chóng vào những vùng sau Ukraine đang kiểm soát. Ở một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn hãng truyền thông nhà nước Nga TASS, ông Andrei Maroshko, một trung tá đã nghỉ hưu của cộng hòa nhân dân Lugansk ở miền đông ukraine được nga hậu thuẫn nói rằng các sĩ quan ukraine được đào tạo ở các nước phương tây đang chiến đấu ở tiền tuyến chỉ có kinh nghiệm dưới một năm hầu hết trong số họ đã bị loại bỏ vị trung tá nga nói thêm rằng những binh sĩ ukraine có kinh nghiệm hơn thường được điều đến đường tiếp xúc ngăn giữa lực lượng ukraine và lực lượng ly khai để che giấu sự hiện diện của các binh sĩ thiếu kinh nghiệm nhiều quốc gia phương Tây đã cam kết huấn luyện binh lính Ukraine, bao gồm Anh và Mỹ. Hôm thứ Tư mùng 8 tháng 2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, Vương quốc Anh sẽ tăng phạm vi của chương trình huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine. Downing Street cho biết, với sự huấn luyện của Vương quốc Anh, Ukraine đã có hơn 10.000 binh sĩ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong 6 tháng qua. Cũng trong một tuyên bố vừa được đưa ra, ông Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Lugansk của Ukraine cho biết, quân đội nước này đã bắn cháy xe thiết giáp kẻ hủy diệt, một trong những loại vũ khí được cho là hiện đại nhất của Nga. Ông Haidai cho biết, lực lượng phòng thủ tại vùng Lugansk đã chia sẻ hình ảnh về xe thiết giáp kẻ hủy diệt của Nga. Đây là phương tiện mà các phương tiện truyền thông của Nga hết lời kêu gọi. Cùng ngày, một đoạn video được chia sẻ bởi Hải quân Ukraine cho thấy, các đặc nhiệm thuộc tiểu đoàn trinh sát số 140 của lực lượng này đã bắn hạ xe thiết giáp hiện đại của Nga. Vũ khí được sử dụng nhiều khả năng là một tên lửa chống tăng vác vai trong đoạn video trên, sau nhiều phát đạn liên tục, xe thiết giáp kẻ hủy diệt của nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. bộ quốc phòng nga hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố cũng như đoạn video trên. trong một thông tin khác, theo Oryx, trang chuyên thống kê thiệt hại về khí tài quân sự nga ở ukraine thông qua các nguồn mở trong tuần này cho hay nga đã mất khoảng hơn 1.500 xe tăng các loại khác nhau ở chiến trường ukraine. các xe tăng này hoặc bị phá hủy hoặc bị phía ukraine thu giữ. Jakub Janowski Chuyên gia phân tích quân sự thường cung cấp dữ liệu cho Oryx, nói con số trên chưa bao gồm các xe tăng mà Oryx chưa thể xác nhận. Do đó, ông cho rằng tổn thất của Nga có thể lên tới gần 2.000 xe tăng. Ông nhận định, Nga mở chiến dịch quân sự với khoảng 3.000 xe tăng. Rất có thể, họ đã mất một nửa số xe tăng có khả năng chiến đấu. Ngoài xe tăng, Nga được cho là cũng mất hơn 9.000 xe quân sự các loại, như xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chiều quân. Trong khi đó, theo Oryx, Ukraine đã thu giữ, khôi phục hơn 500 xe tăng của Nga để bù đắp cho số lượng xe tăng mà họ đã mất trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua. Đây đều là những xe tăng từ thời Liên Xô. Kiev sẽ nhận thêm hàng trăm xe tăng hiện đại hơn từ phương Tây trong thời gian tới. Kiev hy vọng rằng các xe tăng do phương Tây viện trợ sẽ trở thành nắm đấm thép, giúp họ bảo vệ các tuyến phòng thủ và thực hiện kế hoạch phản công. Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc sử dụng khí cầu do thám tầm cao trên lãnh thổ Mỹ là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền. Với 419 phiếu thuận và không có phiếu chống, nghị quyết được thông qua ngày 9 tháng 2 không mang tính ràng buộc, nhưng sẽ cho phép các nghị sĩ thống nhất về lập trường của lưỡng đảng đối với Trung Quốc. Đảng Cộng Hòa trước đó chỉ trích gây gắt phản ứng của Tổng thống Biden đối với vụ khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ, cáo buộc chính quyền ông nhu nhược trước Bắc Kinh. Ông Biden cho rằng việc bắn hạ khí cầu bị trì hoãn vì giới chức quân sự đã cảnh báo các mảnh vỡ rơi xuống có thể gây rủi ro cho người dân trên mặt đất và quyết định chờ đến khi khí cầu ở trên mặt nước. Hai nghị sĩ Cộng hòa, Michael Macron, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và cũng là người đề xuất nghị quyết cho hay. Tin tốt là sự việc đã kích động sự phản đối của người dân Mỹ đối với chính quyền của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người Mỹ vô cùng lo lắng trước hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn này của Trung Quốc. Nghị quyết cũng lên án những nỗ lực lừa số cộng đồng quốc tế của Trung Quốc thông qua các tuyên bố sai sự thật về các chiến dịch thu thập thông tin tình báo của họ. Theo nghị quyết, chính sách của Mỹ nên hành động nhanh chóng và dứt khoát để ngăn chặn các nền tảng giám sát trên không của nước ngoài xâm phạm không phận. Đồng thời kêu gọi chính quyền Biden thông báo cho Hạ viện bằng cách cung cấp các báo cáo tóm tắt toàn diện về sự việc. Trung Quốc hiện chưa bình luận về động thái của Hạ viện Mỹ. Cựu Phó Tổng thống Mỹ và cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert OBrien mới đây đã bị triệu tập đối chất trong hai cuộc điều tra về ông Trump. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã triệu tập lấy lời khai cựu phó tổng thống Mike Pence. Nỗ lực thuyết phục ông Pence cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra đã trải qua nhiều tháng đàm phán giữa công tố viên liên bang và luật sư của Pence. Jack Smith được chỉ định dẫn đầu hai cuộc điều tra về cựu tổng thống Donald Trump hồi cuối năm 2022, gồm các cáo buộc ông Trump liên quan nỗ lực lật kèo bầu cử Mỹ năm 2020 và cáo buộc ông giữ tài liệu mật trái phép tại Mar-a-Lago. Mục tiêu cụ thể trong cuộc triệu tập ông Mike Pence không được tiết lộ. Văn phòng của cựu Phó Tổng thống, lẫn văn phòng cả công tố viên đặc biệt Jack Smith đều từ chối bình luận với báo chí. CNN dẫn nguồn thảo tin cho biết, cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cũng được triệu tập lấy lời khai trong đợt này, song ông dùng đặc quyền cựu quan chức an ninh để từ chối cung cấp một số thông tin cho công tố viên. Trong phát biểu mới đây trước câu hỏi từ truyền thông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích tính toán của Kiev khi họ dồn lực giữ trả lửa Bakhmut ở Donbass trong thời gian qua, bất chấp đòn tập kích dữ dội của Nga. Trong bài trả lời phỏng vấn với báo Đức The Spiegel, khi nhận được câu hỏi vì sao Ukraine không rút quân khỏi Bakhmut, Tổng thống Zelensky trả lời, Chúng tôi đang tìm cách câu giờ để chờ vũ khí phương Tây chuyển tới viện trợ, giúp chúng tôi củng cố lực lượng. Theo ông Zelensky, lực lượng tình báo Ukraine không đồng ý với quan điểm của một số chuyên gia phương Tây rằng thành phố ở Donbass không có tầm quan trọng chiến lược với Kiev. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần thừa nhận, tình hình của quân đội nước này tại miền Đông rất khó khăn, khi những cuộc giao tranh với Nga vẫn diễn ra khốc liệt. Việc Ukraine nỗ lực giữ Bakhmut trước những cuộc tấn công dồn dập của Nga được coi là biểu tượng cho sự kháng cự của Kiev. Trong một chuyến đi tới Washington, Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky từng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng, cuộc chiến giành Bakhmut sẽ thay đổi câu chuyện bi thảm về cuộc chiến giành độc lập và tự do của chúng tôi. Ngày 8 tháng 2, ông Pablo Kirilenko, người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine cho biết, những trận giao tranh quyết liệt đang diễn ra tại thành phố Bakhmut. Cùng ngày, ông Rodion Mirosnik, một nhà cựu ngoại giao tại vùng ly khai Lugansk, nhận định, quân đội Ukraine dường như đã tập trung lực lượng lên tới 10.000 binh sĩ để cố thủ Bakhmut. Mặt khác, Oleksandr Sisky, chỉ huy lực lượng trên bộ của lực lượng vũ trang Ukraine nhận định rằng, Địa hình đồi núi bao quanh cùng với hệ thống chứa ngại vật của quân đội nước này đã khiến thành phố Bakhmut trở thành một pháo đài bất cả chiến bại. Cũng trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk, một lộ trình nhằm hướng tới hòa bình ở miền đông Ukraine do Đức và Pháp đồng bảo trợ. Tổng thống Zelensky cho biết, ông coi các thỏa thuận trên là sự nhượng bộ ở phía Ukraine và chưa bao giờ thực sự tìm cách thực hiện chúng. Thay vào đó, chúng chỉ được sử dụng để trao đổi tù binh với hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở khu vực Donbass. Các thỏa thuận Minsk vốn được đề xuất năm 2014 và mở rộng thêm vào năm 2015 đã vạch ra một lộ trình hướng tới hòa giải giữa Ukraine và các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Ukraine đã không thực hiện thỏa thuận này, vốn coi các vùng lãnh thổ ly khai vẫn thuộc Ukraine, nhưng duy trì một tình trạng đặc biệt, và điều đó cuối cùng đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Trong một thông tin nóng vừa được tình báo Nhật Bản tiết lộ nói rằng, hơn 20 tướng lính của quân đội Nga đã thiệt mạng tại Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Hãng tin Nikkei trích dẫn nguồn tin từ tình báo Nhật Bản cho biết, truyền thông Anh đưa tin vào tháng 6 rằng hơn 10 tướng đã bị giết. Nhật Bản ước tính tổng số hơn 20 dựa trên thông tin tình báo thu thập được với sự hợp tác của Mỹ và châu Âu. Cựu tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, Kiyo Fumi Iwata giải thích, Số lượng lớn các tướng lính bị giết là do ưu thế của Ukraine trong chiến tranh mạng, cho phép nước này tìm ra vị trí của các nhà lãnh đạo quân sự Nga, cũng như các chiến thuật của Nga. Một quan chức tình báo cấp cao của Nhật Bản đã chỉ ra một lý do có thể khác. Có thể có những người cung cấp thông tin ở hai khu vực phía đông Donetsk và Lugansk cho Ukraine. Hãng tin này nhấn mạnh một điểm khác đã trở nên rõ ràng trong năm qua, đó là do chất lượng của các khí tài quân sự Nga. Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến ngày 9 tháng 2, Tổng thiệt hại chiến đấu của các lực lượng Nga được ước tính là khoảng 135.010 quân nhân. Chỉ riêng trong 2 ngày mùng 8 mùng 9 tháng 2 đã tiêu diệt được 910 binh sĩ Nga. Nga không xác nhận thông tin một chiều từ phía Ukraine.